Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sinh vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi đăng ký thường trú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, trình độ giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1978, ngoại ngữ Anh văn B, Nga văn B, nơi làm việc Văn phòng Chính phủ, ngày vào Đảng 12 tháng 5 năm 1982, ngày chính thức 12 tháng 11 năm 1983, là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, 13, là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 11, 12, 13, là đại biểu Quốc hội khóa 11, 13, 14, là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999-2004 và 2004-2011. Về quá trình công tác, từ năm 1966 đến năm 1968, lên chiến khu cách mạng được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo. Năm 1968 đến năm 1972 học phổ thông, bí thư đoàn trường cấp 3. Năm 1973 đến năm 1978 sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, bí thư chi đoàn. Năm 1978 đến năm 1979 cán bộ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 1979 đến năm 1993 chuyên viên Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên, Đảng ủy khối Dân chính Đảng Quảng Nam, Đà Nẵng khóa 1 và khóa 2, học Quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia. Năm 1993 đến năm 1996, giám đốc Sở Du lịch kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị khu du lịch Furama Đà Nẵng, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng khóa 15 và khóa 16, học Lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, học Quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore. Năm 1997 đến năm 2001, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 17 và khóa 18, phó chủ tịch rồi phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiêm trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6, kiêm chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. Năm 2001 đến năm 2004, phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 18, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6, đại biểu Quốc hội khóa 11, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội khóa 11, kiêm chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. Từ năm 2004 đến năm 2006, phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 19, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Quốc hội, ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội khóa 11. Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 5 năm 2006, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10 được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội khóa 11. Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 1 năm 2011, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2011, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 8 năm 2011, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, khóa 12, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Lào, Trưởng ban Ban chỉ đạo Tây Bắc, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ,
trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí được Ban chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.